Trong trận đấu ngày hôm nay ở hàng hậu vệ của Thép Nam Cảng Sài Gòn không có sự phục vụ của Nguyễn Phúc Huy Chương, cầu thủ được bổ sung vào giai đoạn 2 do đã bị chấn thương gãy tay ở trong trận đấu gặp Hòa Phát Hà Nội. Mặc dù hàng hậu vệ đang gặp nhiều khó khăn, nhưng trong trận đấu ngày hôm nay, huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn của đội Thép Nam Cảng Sài Gòn chỉ bố trí 3 cầu thủ đá vị trí hậu vệ, đó là Nguyên Quang, Vĩnh Nghi và Lưu Ngọc Hùng. Huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn trong trận đấu ngày hôm nay đã bố trí sơ đồ chiến thuật là 3-5-2. Hai cầu thủ trên hàng công đó là Elenido De Jesus và Kleber. Tiền vệ Helio đá vị trí tiền vệ trung tâm, đó là vị trí quen thuộc của cầu thủ người Brazil này trong 24 qua. Và trong trận đấu ngày hôm nay, bên phía đội Thép Nam Cảng Sài Gòn thiếu vắng một cầu thủ tiền vệ, đó là Da Silva bị hai thẻ vàng. Đó là tình hình lực lượng của đội Thép Nam Cảng Sài Gòn ở trong trận đấu ngày hôm nay. Còn bên phía Đạm Phú Mỹ Nam Định trong trận đấu ngày hôm nay cũng thiếu vắng một số cầu thủ khá chủ chốt, đó là Nguyễn Văn Biển, Đức Dương cũng như là Hoàng Ngọc Linh, tiền đạo Hoàng Ngọc Linh. Các cầu thủ này đã không cùng với Đạm Phú Mỹ Nam Định có mặt ở Sài Gòn ở trong trận đấu này vì bị chấn thương. Tất cả đều phải đang điều trị ở Nam Định. Hai cầu thủ chơi trên hàng công của đội Đạm Phú Mỹ Nam Định đó là cầu thủ mang áo số 27 Harrison Eric Muranda, người Kenya, đất nước của Điền Kinh. Và một cầu thủ khác trên hàng công đó là cầu thủ mang áo số 28 người Nigeria Asuku Obinna Darlington. Đây là những cầu thủ đã đóng góp khá nhiều bàn thắng cho Đạm Phú Mỹ Nam Định ở mùa giải năm nay. Ở vòng đấu thứ 18 vừa rồi thì cả hai đội Đạm Phú Mỹ Nam Định và Thép Nam Cảng Sài Gòn đều có trận hòa trước các đối thủ của mình. Nam Định thì hòa Hà Nội ACB trên sân khách với tỷ số là 1-1 và cũng với tỷ số 1-1 Thép Nam Cảng Sài Gòn hòa trên sân Quy Nhơn. Pha đánh đầu rất nguy hiểm. Vừa rồi đó là pha đánh đầu của Helio. Helio có chiều cao tốt và là cầu thủ chuyên có những quả đánh đầu rất quyết định, và chính anh là một trong những nhân tố quan trọng nhất giúp cho Thép Nam Cảng Sài Gòn trụ hạng thành công ở mùa giải vừa rồi cũng nhờ những bàn thắng đánh đầu. Và bây giờ là Ngũ Chí Thắng thực hiện quả đá phạt góc cho các thủ Thép Nam Cảng Sài Gòn. Helio. Như vậy thủ môn đội trưởng Bùi Quang Huy của Đạm Phú Mỹ Nam Định đã có pha chọn điểm rời chính xác. Quang Huy đã mất vị trí chính thức trong màu áo đội tuyển quốc gia tại ASEAN Cup vừa rồi về tay của Dương Hồng Sơn. Mặc dù mất vị trí chính thức nhưng cả Dương Hồng Sơn cũng như Bùi Quang Huy đều là những thủ môn có trình độ chuyên môn và đẳng cấp ngang nhau. Vấn đề quan trọng là huấn luyện viên chọn và ưa thích thủ môn nào hơn mà thôi. Darlington, Nguyễn Mạnh Tú, chúng tôi xin giới thiệu đội hình xuất phát của đội Thép Nam Cảng Sài Gòn ở trong trận đấu này. Trong khung thành là thủ môn Hoàng Công Vương, số 2 Nguyễn Vĩnh Nghi, số 3 Nguyễn Minh Chuyên, số 7 Cao Tùng A Vĩ, số 9 Elenido De Jesus, số 15 Trương Văn Hùng, số 17 Helio Da Silva Assis, số 18 Ngũ Chí Thắng đội trưởng, số 20 Trần Nguyên Quang, số 25 Hoàng Công Vương, số 26 Lương Ngọc Hùng và số 28 là Kleber De Santos. Còn bên phía đội Đạm Phú Mỹ Nam Định, trung thành là thủ môn Bùi Quang Huy, số 3 Trần Thanh Hùng, số 6 Emmanuel Ezike, số 7 Lê Ngọc Lung, số 8 Trần Trọng Lộc, số 9 Nguyễn Mạnh Tú, số 15 Phùng Văn Nhiên, số 7 Hương Quốc Tuấn, số 22 Phạm Xuân Phú, số 27 Harrison Eric Muranda và số 28 là Ozuku Opina Darlington. Rất nguy hiểm. Tỷ số đã được mở cho các cầu thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định. Và phát xuống cầu thủ màu áo số 7 là Harrison Eric Muranda đã giúp cho các thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 5 của hiệp thi đấu thứ nhất. Một sai lầm của hàng phòng ngự đội Thép Nam Cảng Sài Gòn và Đạm Phú Mỹ Nam Định đã có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của cầu thủ người Kenya Muranda.
bàn thắng thứ 7 của cầu thủ mà áo số 7 Harrison Eric Murada. Vậy mặc dù có lợi thế sân nhà nhưng các cầu thủ Thép Nam CA Sài Gòn đã phải nhận được bàn thua từ quá sớm. Chúng ta hãy chờ xem sau những phút tiếp theo các cầu thủ Thép Nam CA Sài Gòn sẽ chơi như thế nào. Minh Truyền đã vị trí tiền vệ hậu công. Clever không được. Đến giờ các thủ đậm của Mỹ Nam Định đã có nhiều cơ hội pha phản công tốt hơn so với Thép Nam CA Sài Gòn. Thép Nam CA Sài Gòn chỉ có những cơ hội từ tình huống cố định. Minh Nghi, Ngọc Hùng, Leber đã bị phạm lỗi. Với sơ đồ chiến thuật xuất phát từ đầu trận và 5-2, các thủ Thép Nam CA Sài Gòn đã chú trọng nhiều đến tấn công và việc bố trí ba hậu vệ đã khiến cho các thủ Thép Nam CA Sài Gòn chơi vị trí tiền vệ phòng ngự, còn Helio được đẩy cao hơn với vai trò hộ công cho Clever và Elenido de Jesus. Minh Chiên là cầu thủ chơi thiên về kỹ thuật và tầm quan sát nên sự mạnh mẽ thì cũng có. Chính vì thế hàng phòng ngự của Thép Nam CA Sài Gòn sẽ rất mỏng ở trong trận đấu ngày hôm nay. Nếu như Helio đã bị điểm tiền về phòng ngự thì cầu thủ này có tốc độ cũng như là thể hình tốt, có khả năng lui về để hỗ trợ hàng phòng ngự tốt hơn so với Minh Chuyên. Minh Chuyên cần đá cao hơn so với Helio. Tuy nhiên cách bố trí của Lưu Đình Tùng trong trận đấu ngày hôm nay là Minh Chuyên đã thấp hơn. Người thực hiện quả đá phạt là Trương Văn Hùng. Và cầu bóng vào của Trương Văn Hùng. Kết thúc Leber. Và bắt bóng lên rất căng của Clever nhưng bóng đã bay vượt sang ngang cột thành của thủ môn Bùi Quang Huy. Một tình huống phối hợp rất tốt của các cầu thủ Thép Nam CA Sài Gòn và rất đáng tiếc cho Clever, anh đã không thể có được bàn thắng trong bàn tỷ số cho các cầu thủ Thép Nam CA Sài Gòn trong pha bóng vừa rồi. Một tình huống thật sự nguy hiểm cho cột thành của thủ môn Bùi Quang Huy. Hey!
Hiện nay Erlen Dido De Jesus vẫn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Thép Nam Cả Sài Gòn. Anh có 8 bàn thắng, kém Amobi và Almeida, hai cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở mùa giải năm nay với 10 bàn. Muranda rất nguy hiểm với các cầu thủ có chiều cao tốt như là Muranda và Darlington. Những pha trả bóng bổng vào như thế sẽ rất nguy hiểm trong thành của thủ môn Hoàng Công Vương. Mạnh Tú, Darlington rất tốt, Mạnh Tú kết thúc không vào. Một pha phối hợp rất đẹp mắt của cao thủ Đàm Phú Mỹ Nam Định, và Mạnh Tú cũng đã rất quyết đoán trong pha dứt điểm của mình, nhưng bóng đã đi chết cột. Helio thủ chiến thắng. Clever đang di chuyển, quá ít cầu thủ Thép Nam Cả Sài Gòn dâng lên, trong khi đó có rất đông cầu thủ áo xanh. Helio đường chuyền của Trương Văn Hùng rất nguy hiểm, tuy nhiên tình huống bóng đi không căng, điểm rơi không khó nên không có gì khó khăn cho thủ môn Bùi Quang Huy. Thép Nam Cả Sài Gòn cần phải có điểm trong trận đấu ngày hôm nay, ít nhất là một điểm mới có được một vị trí yên tâm hơn. Nếu như để thua Đàm Phú Mỹ Nam Định trong trận đấu này thì Thép Nam Cả Sài Gòn sẽ rơi vào vị trí rất khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng. Mạnh Tú, những pha phối hợp của cao thủ Đàm Phú Mỹ Nam Định, lắc nút, làm một lần nữa sai lầm đã thuộc về hàng phòng ngự của đội Thép Nam Cả Sài Gòn. Và lần này thiếu chút nữa, cầu thủ mã số 28 là Azuku Opina Darlington người Nigeria đã hạ được thủ môn Hoàng Công Vương. Clever rất nhanh, Bình Duyên, cơ hội tốt cho các thủ Thép Nam Cả Sài Gòn, đường chạm bóng bóng vào. Rất đáng tiếc Elenido, nếu như không chạm bóng trong tình huống vừa rồi thì ở phía sau đã có Trương Văn Hùng. Trận đấu đang diễn ra với chất lượng chuyên môn tốt, cả hai đội đều chơi đôi công. Và đội bóng rất đẹp mắt, đường chuyền vào. Darlington đã vượt qua hai cầu thủ của Thép Nam Cả Sài Gòn, nhưng cuối cùng pha chuyền bóng vào của anh đã bị các hậu vệ của Thép Nam Cả Sài Gòn phá ra. Rõ ràng những dự đoán về chất lượng chuyên môn của trận đấu ngày hôm nay đã diễn ra đúng với những gì mà người ta dự đoán, đó là một trận đấu hay, chơi đôi công và hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng. Lúc này thì trận đấu đã có tỷ số là 1-0 tạm nghiêng về cho cao thủ Đàm Phú Mỹ Nam Định đội khách trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta đang theo dõi trận đấu vòng thứ 19 giải bóng đá vô địch quốc gia Petro Việt Nam Ga năm 2007 giữa Thép Nam Cả Sài Gòn và Đàm Phú Mỹ Nam Định trên sân quân khu 7. Muranda, pha kết thúc của Muranda đã hơi cao. Từ đầu trận đấu đến giờ, cao thủ Đàm Phú Mỹ Nam Định là đội bóng chơi có nhiều pha kết thúc hơn so với Thép Nam Cả Sài Gòn. Helio, Minh Chuyên, Lưu Ngọc Hùng, Elenido, đường chuyền bóng vào rất nỗ lực, Clever. Lần này thì Clever đã thực hiện một pha kết thúc ngay, nhưng lần này thì pha kết thúc của anh đã không gây khó cho thủ môn Bùi Quang Huy. Như vậy ở hàng phòng ngự của đội Thép Nam Cả Sài Gòn lúc này đã có một sự điều chỉnh nhỏ. Nguyên Quang đã di chuyển vào khu vực giữa sân để thay thế cho Lưu Ngọc Hùng, và Lưu Ngọc Hùng thì di chuyển qua bên hành lang cánh phải. Có vẻ như huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn lúc này đã phát hiện thấy Lưu Ngọc Hùng đã không có sự chắc chắn lắm ở khu vực giữa sân với sơ đồ chiến thuật 3-5-2 của mình.
nên đã đưa Nguyên Quang vào thi đấu chính giữa. Nguyên Quang là cầu thủ thường xuyên thi đấu vị trí trung vệ, và khi cần thiết thì cầu thủ này có thể dâng cao để đá vị trí tiền vệ. Và trong trận đấu gặp Bình Định ở vòng thi đấu thứ nhất thì cũng có sự điều chỉnh như thế. Nguyên Quang đã dâng lên cao và có một pha kết thúc rất đẹp để có được bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 trong trận đấu ở lượt đi. Sau vòng đấu này thì vào ngày 12 tháng 8 ở vòng đấu thứ 20, Thép Nam Cả Sài Gòn sẽ di chuyển ra Hà Nội để gặp Hà Nội ACB, còn Nam Định thì sẽ về sân Thiên Trường để tiếp Huế. Như vậy trong những ngày gần đây, sau khi ASEAN Cup kết thúc thì V-League đã trở lại với một chuỗi trận đấu liên tiếp. Thép Nam Cả Sài Gòn là đội bóng phải di chuyển rất nhiều. Họ đã di chuyển ra Hà Nội rồi Quy Nhơn rồi về thành phố Hồ Chí Minh, sau đó lại di chuyển ra Hà Nội. Trong hai trận đấu gần đây, Thép Nam Cả Sài Gòn đều chưa có một trận thắng nào cả. Họ thua Hòa Phát Hà Nội 1-2, rồi Hòa Bình Định 1-1. Cú chiến thắng đã ở vị thế việt vị trong pha bóng vừa rồi. Bùi Quang Huy. Helenido mặc dù rất nỗ lực nhưng không vượt qua được Bùi Xuân Phú. Phùng Văn Nhiên là người thực hiện quả đá biên. Tiếp tục quả đá biên cho đội khách. Và lấy bóng rất tốt của Minh Chuyên. Tuy nhiên ngay sau đó Phùng Văn Nhiên đã phạm lỗi với Minh Chuyên. Vĩnh Nghi. Lúc này Vĩnh Nghi và Ngọc Hùng đã hoán đổi vị trí cho nhau. Minh Chuyên. Văn Hùng. Và đi bóng của Trương Văn Hùng nhưng không thể vượt qua được sự bóng lót của hai cầu thủ là Phú Mỹ Nam Định. Minh Chuyên được chuyền vào. Ngũ Chí Thắng đã đâu chiến thuật. Elenido rất tỉnh táo, tuy nhiên anh đã không thể vượt qua được sự truy cản của các cầu thủ đàm Phú Mỹ Nam Định. Đây là một tình huống không chơi bóng rất tỉnh táo của Elenido. Lúc này các thủ Thép Nam Cả Sài Gòn cũng đã tạo ra được những pha phản công nguy hiểm. Đội hình của cả hai đội khá giống nhau, đều bố trí những cầu thủ ngoại ở Helio, Ngũ Chí Thắng, Vĩnh Nghi. Đây là mùa bóng đầu tiên mà Vĩnh Nghi thường xuyên được đá chính trong đội hình của Thép Nam Cả Sài Gòn sau khi đến từ Đồng Tháp. Nguyên Quang. Nguyên Quang là cầu thủ đến với Thép Nam Cả Sài Gòn ở mùa giải năm nay từ Bình Dương. Vị trí thủ môn luôn luôn là nỗi lo của Thép Nam Cả Sài Gòn. Lưu Ngọc Hùng. Nguyên Quang.
Minh Chuyền, Darlington và Muranda di chuyển rất tích cực ở trên hàng công. Một pha bỏ bóng rất tốt của Cà Tông A Vĩ. Và bây giờ là Ngũ Chí Thắng được chuyền vào. Minh Chuyền, Cà Tông A Vĩ rất tốt. Kleber, những pha ngoặt bóng của Kleber đã vô tình khiến cho tốc độ tấn công đã bị giảm. Anh cần phải có những pha chuyền bóng dứt khoát hơn. Khi nào cần sử dụng kỹ thuật cá nhân thì nên sử dụng. Ngũ Chí Thắng rất nguy hiểm. Helio, bóng về chân của các cầu thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định. Darlington, pha di chuyển rất tốt của Darlington. Tuy nhiên Darlington cần phải quan sát tốt hơn nữa trong tình huống vừa rồi thì sẽ tạo ra một tình huống tấn công nguy hiểm hơn. Lưu Ngọc Hùng, Trương Văn Hùng, Minh Chuyền, Cao Tùng A Vĩ, Ellen Idu, Clever, Helio, Ngũ Chí Thắng. Những pha phối hợp tương đối tốt của cầu thủ Thép Nam Ca Sài Gòn. Ngũ Chí Thắng đã thi đấu rất tốt trong tình huống vừa rồi nhưng cuối cùng đã không thể vượt qua được Phạm Xuân Phú. Clever, Chí Thắng rất tốt. Helio đã có lỗi chạm tay, đó là lỗi chạm tay của Mạnh Tú. Lúc này sức ép đang thuộc về các thủ chủ nhà Thép Nam Ca Sài Gòn. Thời gian của trận đấu đã trôi qua được hơn 20 phút và tỷ số vẫn đang là 1-0 tạm nghiêng về cho Đạm Phú Mỹ Nam Định. Thép Nam Ca Sài Gòn đang rất nỗ lực để tìm bàn thắng cân bằng tỷ số. Họ đã có một số pha bóng nguy hiểm nhưng cũng chịu rất nhiều áp lực từ những pha phòng ngự phản công tốt của cầu thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định ở trong trận đấu ngày hôm nay. Các cổ động viên của Thép Nam Ca Sài Gòn không có sự cuồng nhiệt như là các cổ động viên của Đạm Phú Mỹ Nam Định. Lúc này hai cầu thủ đang đứng trước bóng là Elenido De Jesus và Ngũ Chí Thắng. Elenido cú sút căng nhưng không trúng đích. Tuy nhiên trọng tài đã cho các thủ Thép Nam Ca Sài Gòn được hưởng quả đá phạt góc. Trương Văn Hùng sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc này. Với gì diễn ra cho thấy trận đấu này là một trận đấu rất đáng xem. Đánh đâu vẫn là phần kết thúc của Helio. Những pha đá phạt góc thường thường bóng sẽ tập trung cho Helio. Kleber, và chuyền bóng nhanh của Kleber không thành công. Darlington rất nguy hiểm, phản thúc ngay của Ezekiel. Emmanuel Ezekiel là cầu thủ chơi vị trí tiền vệ trung tâm, thi đấu rất năng nổ và chịu khó càng lướt. Nguyên Quang, Minh Chuyền, Kleber,
clever, rất nỗ lực nhưng không thể khống chế được đường bóng quá khó vừa rồi mà Minh Truyền đã tạo ra. Darlington. Mạnh Tú lỗi ném biên. Trương Văn Hùng. Helio. Đàm Phú Mỹ Nam Định trong trận ngày hôm nay đã chơi với sơ đồ chiến thuật là 4-4-2. Clever pha di chuyển của Ca Tùng A Vĩ, mặt bóng Clever. Những pha ngoặt bóng của Clever đã không thể vượt qua được các thủ Đàm Phú Mỹ Nam Định. Vĩnh Nghi đã xuất sắc cướp được bóng. Tuy nhiên pha tỉa bóng vừa rồi của Vĩnh Nghi đã không có sự đáp ứng kịp thời của các đồng đội mình. Phùng Văn Nhiên. Phạm Xuân Phú. Văn Nhiên đã để mất bóng. Ngũ Chí Thắng. Trần Nguyên Quang. Minh Chuyên. Nguyên Quang lúc này đã dâng lên cao hơn. Một pha chuyền bóng sai của Nguyên Quang. Tuy nhiên hàng phòng ngự của Nam Định lại mắc sai lầm. Helio kết thúc rất căng ba. Rất đẹp mắt. Một pha kết thúc rất bất ngờ của Helio. Chúng ta cũng có thể thấy Helio ăn mừng bàn thắng của mình bằng một đòn công phu. Và như vậy những nỗ lực của các thủ Thép Nam Cà Sài Gòn lúc này đã được đền đáp. Họ đã có được bàn thắng công bằng tỷ số nhờ pha kết thúc rất quyết đoán của Helio. Anh đã mạnh dạn vượt qua được các cầu thủ hậu vệ của đội Đàm Phú Mỹ Nam Định và đã thực hiện một pha thức xuyên qua một rừng chân, phải nói là một rừng chân bởi có khá đông cao thủ Đàm Phú Mỹ Nam Định che khuất tầm quan sát của thủ môn Bùi Văn Huy, và thủ môn Bùi Văn Huy đã không thể có được pha bay người chính xác cản phá pha thức vào góc xa vừa rồi của Helio. Bàn thắng vừa rồi là bàn thắng thứ 3 của Helio cho Thép Nam Cà Sài Gòn ở mùa giải năm nay. Và đó là bàn thắng kích thích tinh thần cho các thủ Thép Nam Cà Sài Gòn trong thời gian còn lại của trận đấu. Họ đã có những pha phạt tấn công tốt và những nỗ lực rất đáng khen. Helio. Phản đầu của Helio, Elenido. Một phần xúc ngay vào. Có thể nói đó là một trong những bàn thắng đẹp nhất, đẹp nhất của vòng đấu này, và cũng có thể đó sẽ là một bàn thắng đẹp nhất của Mỹ Linh. Quá tuyệt vời. Một pha kết thúc rất ngẫu hứng của Elenido. Anh đã có bàn thắng thứ Thép Nam cả Sài Gòn vững lên dẫn trước 2-1. Hai bàn thắng chỉ trong vòng 1 phút. Chúng ta hãy cùng xem lại bàn thắng quá tuyệt vời này của Helio. Pha đánh đầu của Helio, rồi những pha khống chế bóng tuyệt vời của Elenido de Jesus. Sau hai chạm thì cầu thủ người Brazil đã tung ra pha kết thúc vua phá lưới của mùa giải năm ngoái, tiếp tục tỏa sáng ở mùa giải năm nay cho Thép Nam Cà Sài Gòn. Anh đã có bàn thắng thứ 9 của mình, và quan trọng nhất, nó đã giúp cho Thép Nam Cà Sài Gòn vượt lên dẫn trước 2-1. Quả đúng là những lần đối đầu giữa Thép Nam Cà Sài Gòn và Nam Định luôn luôn có nhiều bàn thắng, và khi thời gian của trận đấu chỉ mới trôi qua được 30 phút thì đã có bàn thắng diễn ra.
Và như vậy từ thế bị dẫn trước, giờ đây Thép Nam Cả Sài Gòn đã tận dụng được ưu thế chủ nhà của mình, chơi quyết tâm hơn và đã có được 2 bàn thắng, giờ đây trở thành đội bóng dẫn trước. Hy vọng lại đến với Thép Nam Cả Sài Gòn. Clever, điều chuyển hơi nhanh của Clever và quá dài. Thì chúng ta hãy chờ xem Valenido đã di chuyển rất tích cực. Valenido là một cầu thủ thi đấu rất cần mẫn, không những có kỹ thuật cá nhân tốt mà cầu thủ này còn có tính đồng đội rất cao và rất chịu khó di chuyển. Như vậy cách biệt giữa Elenido De Jesus và Amobi cũng như là Amida chỉ còn là 1 bàn. Mạnh Tú không khó cho thủ môn Hoài Công Vương. Lưu Ngọc Hùng, clever và đi bóng rất kỹ thuật của Lưu Ngọc Hùng. Elenio phạm lỗi, quả đá phạt cho các thủ Đàm Phú Mỹ Nam Định. Trận đấu đã diễn ra với chất độ chuyên môn tốt và đúng với những gì mà người ta mong đợi về trận đấu này. SCK Thanh Tùng, Phù Văn Duyên, hàng hậu vệ của đội Đạp Phú Mỹ Nam Định trong trận ngày hôm nay là Thanh Tùng, Ngọc Lung, Thương Quốc Tuấn và Phù Văn Duyên. Cả Sài Gòn đang cố tình thực hiện những pha phối hợp ở phần sân nhà của mình để khiến các cầu thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định phải dâng cao đội hình của mình lên. Ezike, pha tăng tốc của Ezike rất tốt. Và bây giờ là Mạnh Tú điều chuyển vào. Ezike rất nguy hiểm. Trương Văn Hùng đã phá được bóng ra và tăng tốc và dân lực tấn công của các thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định là rất nguy hiểm. Đạm Phú Mỹ Nam Định có khả năng chơi phối hợp một chạm rất nhanh và những pha phối hợp một chạm của họ có hiệu suất chính xác rất cao. Mạnh Tú kết thúc ngay, rất nguy hiểm, không vào. Người cứu thua là Trương Văn Hùng. Sóng gió đã liên tiếp diễn ra trước thành của thủ môn Hoàng Công Vương và các thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định đã có những pha gây nguy hiểm rất tốt. Phạm Xuân Phú, sự bối rối đang diễn ra đối với Hoàng Công Vương. Lại một tình huống nguy hiểm nữa đã diễn ra, liên tiếp những pha nguy hiểm. Nếu như trong tình huống trước đó Trương Văn Hùng đã không kịp thời đánh đầu pha bóng ra thì lưới của thủ môn Thép Nam Cả Sài Gòn đã rung lên. Với những pha lăn xả cứu thua vừa rồi thì lúc này Hoàng Công Vương đã bị đau và có vẻ như là bị vật bẻ. Thủ môn dự bị cho Hoàng Công Vương trong đấu ngày hôm nay đó là Nguyễn Hoàng Duy, mang áo số 1. Những tình huống sóng gió đã liên tiếp diễn ra trước khung thành của thủ môn Hoàng Công Vương trong phút vừa rồi. Đây là thành phần ban huấn luyện và cầu thủ dự bị của Thép Nam Cả Sài Gòn.
Và đây là ông Nguyễn Ngọc Hảo, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển đậm Phú Mỹ Nam Định, một huấn luyện viên rất quen thuộc và cũng khá tên tuổi ở trong làng huấn luyện viên của bóng đá Việt Nam. Hàng phòng ngự của Thép Nam Cách Sài Gòn ở mùa bóng này đã không có cao thủ ngoại. Newick đã bị thanh lý hợp đồng sau thời gian xuống phong độ vì bị chấn thương. Và mất bóng rất nguy hiểm của Xuân Phú, clever, rất khéo. Elenido đã để mất bóng. Phú Văn Nhiên, Xuân Phú, Phú Văn Nhiên không kịp. Nguyên Quang, Văn Hùng, Cao Tùng Mã Vĩ chơi vị trí tiền vệ hậu công dưới hai tiền đạo. Có vẻ đến thời điểm này Cao Tùng Mã Vĩ vẫn đang rất mờ nhạt. Minh Chuyên, Ngọc Hùng, Nguyên Quang vào bóng rất bình tĩnh của Vĩnh Nghi. Nguyễn Ngọc Lung, Minh Chuyên, clever, Helio. Helio đã cứu được bóng rất nguy hiểm. Đường chuyền vào, Vĩnh Nghi đã quá thấp bé so với cao thủ ngoại của đậm Phú Mỹ Nam Định. Elenido, quá nguy hiểm đường chuyền, phải nói là quá nguy hiểm của Minh Chuyên. Rất khó hiểu, Minh Chuyên đã tung ra một đường chuyền rất khó hiểu thẳng vào chân của tiền đạo đối phương từ khu vực giữa sân. Sự thiếu bình tĩnh của Minh Chuyên trong pha bóng vừa rồi đã gây nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Hoàng Công Vương. Minh Chuyên vẫn còn có một gì đó thiếu sự điềm tĩnh trong lối chơi của mình. Helio, có mặt của Helio ở khu vực giữa sân vẫn tỏ ra an toàn và chắc chắn hơn rất nhiều so với Minh Chuyên. Phùng Văn Nhiên, lúc này thì cầu thủ Thép Nam Cách Sài Gòn đã có nhiều đường chuyền sai địa chỉ hơn. Phùng Văn Nhiên tăng tốc rất nhanh, quá đẹp, rất may Vĩnh Nghi đã lăn xả thực hiện pha phá bóng vừa rồi. Elenido, đó là lỗi của Elenido, lỗi để sau. Alirio đã sử dụng tiểu xảo nhưng không thể vượt qua được các trọng tài. Nguyễn Ngọc Lung, Esike, Vĩnh Nghi khá sâu nên không có nhiều cầu thủ để tiếp ứng trong những đợt phản công. Và có vẻ như Thép Nam Cách Sài Gòn muốn bảo vệ tỷ số 2-1 ở trong trận đấu thứ nhất này. Họ đã vượt lên và đã lùi về để phòng ngự. Đội chủ nhà đang chủ động làm giảm nhiệt độ của trận đấu. Minh Chuyên, Trương Văn Hùng ném biên cho đậm Phú Mỹ Nam Định. Sau vòng đấu thứ 20 bước vòng đấu thứ 21, tức là vào ngày 18 tháng 8 trên sân quân khu 7,
Thép Nam Cả Sài Gòn sẽ có một trận đấu cực kỳ quan trọng. Đó là trận đấu gặp đội đang đứng chót bảng Hù Đà Huế. Ngay sau đó đến ngày 26 tháng 8, Thép Nam Cả Sài Gòn sẽ di chuyển ra Nha Trang để gặp Katogo Khánh Hòa. Lê Ngọc Lung. Cao thủ nước ngoài của Đàm Phú Mỹ Nam Định thi đấu rất lăng xả, chiều cao tốt và có tốc độ cũng rất nhanh. Và những sự di chuyển rất khôn khéo của họ đã luôn luôn gây nguy hiểm cho hàng phòng ngự của đội Thép Nam Cả Sài Gòn, có chiều cao và thể hình không tốt bằng. Minh Chuyên, Elenido, rất kỹ thuật và chuyển bóng rất có quan sát của Elenido, cơ phản công, cú chiến thắng. Minh Chuyên không chế rất tốt, kết thúc không được. Đó là một pha kết thúc của Minh Chuyên chứ không phải là anh chủ đích truyền cho Elenido. Một tình huống phản công cực kỳ nguy hiểm và tình huống đó có thể dẫn đến bàn thắng. Rõ ràng đây là tình huống thực hiện pha kết thúc vào góc xa chứ không phải là một pha chuyền bóng cho Elenido của Minh Chuyên. Một tình huống rất nguy hiểm và đáng tiếc cho đội chủ nhà, họ không thể có được bàn thắng để tăng tỷ số lên. Trần Trọng Lộc. Lê Ngọc Lung. Quốc Tuấn. Trọng Lộc. Đã có lỗi của Phùng Văn Nhiên đối với Kleber. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư đến để yêu cầu Kleber đứng dậy, nhưng Kleber đã tỏ ra rất đau nên cần có sự chăm sóc của các bác sĩ. Tuy nhiên có thể đây cũng là một chiêu bài của Kleber, bởi vì thời gian của hiệp 1 không còn nhiều và anh muốn kéo dài thời gian chết của trận đấu. Các khán giả hiện đang rất đắm chiêu để theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Với những gì diễn ra thì trận đấu ngày hôm nay vẫn chưa thể phán đoán được thế trận sẽ kết thúc như thế nào. Một chiến thuật chơi tấn công của cả hai đội nên rất dễ dẫn đến những bàn thắng, và đội nào mắc sai lầm sẽ rất dễ bị có bàn thua. Esike, pha lùi về rất tốt của Trương Văn Hùng. Tuy nhiên Miranda đã quá nhanh, kết thúc quá đẹp mắt. May mắn đã diễn ra trung thành của thủ môn Thép Nam Cả Sài Gòn. Pha kết thúc rất tốt, bóng đã bật sang ngang. Chúng ta cũng có thể thấy Miranda đã nhanh như thế nào. Cầu thủ đến từ đất nước có truyền thống về điền kinh là Kenya. Miranda đã có những bước chạy rất nhanh và đã vượt qua được các hậu vệ của đội Thép Nam Cả Sài Gòn một cách rất dễ dàng. Hai phút sẽ được cộng thêm cho hiệp thi đấu thứ nhất. Rõ ràng với các cầu thủ ngoại có chất lượng như là Miranda và Darlington thì hàng phòng ngự của Thép Nam Cả Sài Gòn cần phải có một lối chơi cực kỳ chặt chẽ. Họ có sự bọc lót với nhau phải thật tốt mới có khả năng truy cản được những bước chạy dũng mãnh của Miranda cũng như là Darlington. Có thể nói đến thời điểm này thì giải bóng đá vô địch quốc gia Petro Vietnam Ga năm nay dường như đã xác định được chủ nhân của chiếc cúp vô địch, đó là Bình Dương.
khi trước vòng đấu này họ có đến 41 điểm và cách 13 điểm so với ba đội bóng đứng thứ hai. Và theo như về điểm số của những mùa giải trước mà Đồng Tâm Long An đã giành được chức vô địch năm rồi thì Đồng Tâm Long An giành chức vô địch chỉ mới có 40 điểm mà thôi, rồi mùa trước nữa thì 42 điểm họ đã có được chức vô địch ở trong tay. Còn mùa giải năm nay khi mà giải đấu còn đến 8 vòng đấu tính luôn vòng đấu này thì Bình Dương đã có đến 41 điểm và xem như họ đã chạm một tay và có thể nói là cả hai tay vào chức vô địch. Bóng đã chạm vào người của cầu thủ ở Mỹ. Lê Ngọc Lung đang tìm đồng đội. Xuân Phú. SCK. Minh Truyền. Đã có lỗi chạm tay của Minh Truyền. Trần Trọng Lộc là người sẽ thực hiện quả đá phạt này. Phùng Văn Nhiên rất nguy hiểm vào. Một pha phối hợp đá phạt quá tuyệt vời của các cầu thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định. Và người ghi bàn đó là cầu thủ màu áo số 28 Azoku Opinan Darlington. Tỷ số của trận đấu đã được công bằng 2-2 ngay ở những giây phút đấu thêm giờ của hiệp thi đấu thứ nhất. Một pha phối hợp đá phạt quá tuyệt vời. Trọng Lộc truyền cho Phùng Văn Nhiên. Văn Nhiên truyền nhanh cho Darlington và Darlington kết thúc rất gọn gàng. 2-2. Đây là bàn thắng thứ 8 của Azuku Darlington ở mùa giải năm nay. Và như vậy đến thời điểm này cả hai cầu thủ ngoại của Đạm Phú Mỹ Nam Định đều đã ghi được bàn thắng. Và hiệp thi đấu thứ nhất đã kết thúc với tỷ số. Thép Nam Cả Sài Gòn là đội bị dẫn trước, rồi sau đó là đội vượt lên dẫn trước 2-1. Để rồi những giây cuối cùng của phút đấu thêm của trận đấu thứ nhất thì Darlington đã ghi được bàn thắng công bằng tỷ số 2-2 cho các thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định. Hiệp một của trận đấu đã diễn ra với chất lượng chuyên môn rất cao và các bàn thắng đều rất đẹp. Cả hai đội đều chơi với đội chiến thuật là tấn công. Đội Thép Nam Cả Sài Gòn bảo vệ khung thành bên phần sân bên phải và Đạm Phú Mỹ Nam Định trong trang phục áo xanh bảo vệ khung thành bên phần sân tay trái mà nhỏ của huyện các bạn. Và bây giờ là pha phản công của các thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định đường chuyền vào. Đó là pha chuyền bóng của Xuân Phú. Đạm Phú Mỹ Nam Định là đội bóng có lối chơi tấn công rất tốt nhờ vào hai cầu thủ ngoại trên hàng công, đó là Darlington và Muranda. Những cầu thủ này có kỹ thuật, tốc độ và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Và chính vì thế họ đã gây khá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự được xem là mỏng manh của đội Thép Nam Cả Sài Gòn. Mặc dù với hàng phòng ngự hơi mỏng
nhưng huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn lại mạo hiểm bố trí sơ đồ chiến thuật là ba hậu vệ mà thôi. Trong khi đó Minh Chuyên thì lui về để hỗ trợ hàng phòng ngự không tốt, nên mỗi khi Đặng Phú Mỹ Nam Định dâng lên tấn công thì hàng phòng ngự của đội thép Nam Ca Sài Gòn luôn luôn ở vào tình thế báo động khó khăn. Lê Ngọc Lung, Xuân Phú ở trong hiệp đấu thứ hai này, Xuân Phú đã đổi cánh thi đấu bên hành lang cánh phải chứ không như là hành lang cánh trái trong hiệp thi đấu thứ nhất. Clever, Cao Tùng A Vĩ được truyền cho Minh Chuyên. Helio, Minh Chuyên, lên đi đu, không thể vượt qua được hàng phòng ngự được bọc lót với nhau rất tốt của Đặng Phú Mỹ Nam Định. Mạnh Tú, Mạnh Tú đang dốc bóng rất nhanh. Pha phạm lỗi của Helio, Trần Trọng Lộc là người đã bị phạm lỗi. Kết quả của hiệp thi đấu thứ nhất, các trận đấu diễn ra cùng giờ: Đồng Tâm Long An dẫn Hà Nội ACB 1-0, Đà Nẵng hòa Haleda Thanh Hóa 1-1, Hòa Phát Hà Nội Katoko Khánh Hòa 0-0, Huda Huế dẫn trước Bình Định 1-0, Bình Dương Sông Lam Nghệ An 0-0 và Hòa Anh Gia Lai Hòa Đồng Tháp trên sông Pleiku với tỷ số 1-1. Như vậy các đối thủ nằm trong khu vực tranh chấp chống rớt hạng đối với Thép Nam Ca Sài Gòn đều đang có những kết quả thuận lợi ở trong hiệp đấu thứ nhất, và nhất là Huda Huế đang tận dụng được ưu thế sân nhà dẫn trước Bình Định với tỷ số là 1-0. Chỉ có Hà Nội ACB là đang gặp khó khăn trước Đồng Tâm Long An. Hòa Phát Hà Nội trên sân Hàng Đẩy cũng đang có kết quả là hòa 0-0 với Katoko Khánh Hòa. Minh Chuyên, một pha phối hợp không ăn ý giữa các cầu thủ của Thép Nam Ca Sài Gòn và cơ hội phản công nhanh. Đã lên tinh đã quan sát xem Muranda ở đâu và anh thực hiện một đường truyền rất tốt. Tuy nhiên trong pha bóng vừa rồi thì Hoàng Công Vương đã phán đoán được ý đồ tấn công của các thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định. Tuy nhiên anh sẽ tiếp tục phải hứng chịu một pha phản công khác nữa của các cầu thủ khách. Rất tốt, đường chuyền vào và tuy nhiên bàn thắng đã không được công nhận, lỗi việt vị. Dù bàn thắng không được công nhận nhưng đó cũng là một pha phập tấn công quá tốt của cầu thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định. Trương Văn Hùng, ta cũng có thể thấy chỉ một sai lầm ở khu vực giữa sân của cầu thủ Thép Nam Ca Sài Gòn cũng đã khiến cho thủ môn Hoàng Công Vương gặp khó khăn. Clever, Kususa cùng Clever. Rất tiếc cho các thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định trong pha bóng vừa rồi. Ở một tình huống họ đã đưa bóng vào lưới của thủ môn Hoàng Công Vương, nhưng Đa Lân Tinh đã bị bắt lỗi việt vị. Helio, như vậy hàng phòng ngự của Thép Nam Ca Sài Gòn luôn luôn có vấn đề. Clever, Văn Hùng, đường truyền cho Elenido, lỗi việt vị, sự thay đổi người. Và như vậy lúc này Clever rời sân, nhường chỗ cho người đồng hương của mình là Anderson Cancela Villa Da Silva. Như vậy lúc này thì huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn đã cảm thấy sự thiếu an toàn nơi hàng phòng ngự của mình, và anh đã đưa Anderson vào chơi vị trí phòng ngự để bắt giữ các cầu thủ có chiều cao tốt là Darlington và Muranda. Đó là một sự thay đổi người hợp lý. Tuy nhiên không hiểu sao đến thời điểm này thì huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn cũng đến thời điểm này mới có thể tung Anderson vào sân.
Cao Tùng A Vĩ. Và chuyền bóng nhanh của Helio. Kleber rời sân, Cao Tùng A Vĩ sẽ đồn lên đá cao cùng với Elenido De Jesus. Và lúc này sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn sẽ là 4-4-2. Hai cầu thủ chơi vị trung vệ là Anderson và Nguyên Quang. Việc tung Anderson vào sân sẽ giúp cho hàng phòng ngự của đội Thép Nam Cà Sài Gòn sẽ được gia cố một cách vững chắc hơn. Lối chơi ba hậu vệ là nguy hiểm. Đạm Phú Mỹ Nam Định không phải là một đối thủ yếu, và nhất là họ có hàng công mạnh, nên việc đưa Anderson vào thời điểm này là hợp lý. Phùng Văn Nhiên, những pha phập rất nhanh, một chạm đã xé toang hàng phòng ngự của đội Thép Nam Cà Sài Gòn. Tuy nhiên pha bóng vừa rồi thì đường chuyền cuối cùng của đội Đạm Phú Mỹ Nam Định không chính xác. Helio, Anderson, Nguyên Quang, Lưu Ngọc Hùng. Cầu thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định đang đeo bám người rất sát sao. Minh Truyền vẫn có nhiều đường truyền rất khó hiểu. Có lẽ anh truyền thẳng về cho thủ môn Hoàng Công Vương, nhưng ngay vào vị trí của Anderson. Những sự phối hợp rất rối rắm của đội Thép Hà Nam Cả Sài Gòn ở phần sân nhà của mình. Trương Văn Hùng, Ngũ Chí Thắng, Helio. Cầu thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định đã lùi hẳn về sân nhà của mình. Đường chuyền của Anderson quá cao và đã ngay vào tầm khống chế của thủ môn Bùi Quang Huy. Khương Quốc Tuấn, NCK. Một pha chuyền bóng về của Đà Linh Tình hoàn toàn không chính xác. Lúc này Nguyễn Mạnh Tú rời sân nhường chỗ cho Hoàng Danh Ngọc. Hoàng Danh Ngọc là một cầu thủ được bổ sung cho Đạm Phú Mỹ Nam Định ở trong giai đoạn 2 này. Lưu Ngọc Hùng, Nguyên Quang, thời gian của trận đấu vẫn còn khá nhiều và vẫn còn cơ hội cho cả hai đội. Tỷ số lúc này vẫn đang là 2-2. Nếu như Thép Nam Cà Sài Gòn có được một chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì họ mới tách ra được xa hơn nhóm rớt sàn. Còn nếu một trận hòa thì họ sẽ vẫn trong vòng lẫn quẩn của cuộc chiến trụ hạng. Minh Chuyên,
và chuyền bóng tốt của Minh Truyền, tuy nhiên đã hơi nhanh hơn so với đà chạy của Cao Tùng A Vĩ. Cú chiến thắng. Cú chiến thắng lúc này đã được đôn vào trong đá ở vị trí chính giữa chứ không còn đá cánh như trong trận đấu thứ nhất nữa. Ở trong hiệp 1, cú chiến thắng đã vị trí tiền vệ phải. Anh đã thường xuyên bó sát vào khu vực giữa sân hơn so với hiệp thi đấu đầu tiên. Văn Hùng là người thực hiện quả đá phạt này cho đội Thép Nam Cá Sài Gòn. Và đội bóng của thủ môn Bùi Quang Huy. Ngũ chiến thắng kết thúc rất căng. Bóng đã bật vào danh ngọc. Phùng Văn Nhiên. Nhưng vào phối hợp một chạm rất tốt giữa Phùng Văn Nhiên và Lê Ngọc Lung. Rất nỗ lực. Murada. NCK. Murada. Và chạy chặt rất quyết liệt của hàng phòng vệ Thanh Nam Cá Sài Gòn. Helio Helenido không có lỗi việc vị. Helenido đã quyết định đột phá. Và bây giờ là đá linh tinh. Mỗi khi bóng vào trong chân hai cầu thủ ngoại trên hàng tiền đạo của Đạo Phú Mỹ Nam Định luôn luôn là những pha bóng rất nguy hiểm. Tuy nhiên đối đầu với Đà Linh Tinh trong phủ rồi đó là Anderson, một cầu thủ có chiều cao và hình tốt. Xuân Phú. Murada. Trần Trọng Lộc. Những pha phối hợp rất tốt. Phạm Xuân Phú. Danh Ngọc. Ném biên cho Đạm Phú Mỹ Nam Định. Murada rất nguy hiểm. Và tặng bóng vào. Người chạm bóng cuối cùng đó là Cao Tùng A Vĩ. Lúc này sức ép đang đè nặng lên khung thành của thủ môn Hoàng Công Vương. Phạm Xuân Phú. Elenido. Mình chuyền tăng tốc rất nhanh. Và cả Ngũ chiến thắng. Tuy nhiên Elenido đã thực hiện pha tỉa bóng bằng má ngoài chân phải cho Ngũ chiến thắng không thành công. Cơ hội lại thuộc về cầu thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định. Đà Linh Tinh. Lê Ngọc Lung. Phùng Văn Nhiên. Phùng Văn Nhiên đối đầu với Vĩnh Nghi. Tuy nhiên tuyển thủ quốc gia này đã rất nỗ lực. Helio. Cơ hội tốt cho Thép Nam Cả Sài Gòn. Một sai lầm. Phạm quả bóng rất tốt của Elenido. Cơ hội chỉ vào. Bỏ bóng kết thúc. Không vào. Rất đáng tiếc. Một pha bỏ bóng cực kỳ tuyệt vời của Ngũ Chí Thắng. Nhưng sự xuất sắc của thủ môn Bùi Quang Huy đã không cho Cao Tùng A Vĩ ghi được bàn thắng. Một pha phối hợp tuyệt vời. Ngũ Chí Thắng đã bỏ bóng là một tình huống cực kỳ hợp lý. Nhưng Cao Tùng A Vĩ đã có pha kết thúc chưa đủ độ hiểm hóc cần thiết.
Lúc này Minh Chuyên đã rời sân, nhường chỗ cho Lương Minh Trung vào sân. Rất đáng tiếc cho Cao Tùng Á Vĩ trong phỏng vừa rồi. Một tình huống cực kỳ tốt, nhưng cú sút cuối cùng của anh đã chưa có độ hủy phóc cần thiết. Phản đầu của Anderson, cũng một bóng rất căng của Murada, rất khó chịu. Trần Trọng Lộc quá nguy hiểm, cơ hội không vào. Lần này thì thủ môn Hoàng Công Vương đã tỏ ra xuất sắc. Chúng ta hãy cùng xem lại pha phập tấn công quá đẹp này của các thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định. Và một pha phạm lỗi của thủ môn Hoàng Công Vương. Đó là một pha phạm lỗi trong vòng cấm địa. Các cầu thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định đang có cơ hội để nâng tỷ số của mình lên. Một pha phạm lỗi quá quyết liệt của thủ môn Hoàng Công Vương và quả đá phạt đền cho Đạm Phú Mỹ Nam Định. Cơ hội cho Đạm Phú Mỹ Nam Định vượt lên dẫn trước. Và Muranda sẽ là người thực hiện quả đá phạt đền này. Đó là một quyết định chính xác của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Thư, bởi pha phạm lỗi của thủ môn Hoàng Công Vương là rất rõ ràng đối với Hoàng Danh Ngọc. Harrison Eric Muranda đang có cơ hội để ghi bàn thắng thứ hai của mình trong trận đấu ngày hôm nay, và đồng thời đang có cơ hội để nâng tổng số bàn thắng của mình lên là 8 bàn tại giải. Murada rất nhẹ nhàng và dễ dàng. Tỷ số đã là 3-2 cho Đạm Phú Mỹ Nam Định. Một pha Santo đã ăn mừng bàn thắng của cầu thủ người Kenya. Màu vàng đang tung bay phất phới trên khán đài của sân quân khu 7. Và sai lầm của thủ môn Hoàng Công Vương đã khiến cho Thép Nam Cả Sài Gòn một lần nữa bị Đạm Phú Mỹ Nam Định vượt lên dẫn trước. 5 bàn thắng đã được ghi cho đến thời điểm này, và 3 cho Đạm Phú Mỹ Nam Định, 2 cho Thép Nam Cả Sài Gòn. Những tình huống trên sân, những gì diễn ra, kết quả như thế này là hoàn toàn xác đáng. Thời gian của hiệp 1, hiệp 2 còn gần 25 phút nữa và vẫn còn cơ hội cho Thép Nam Cả Sài Gòn nếu như họ chơi tốt và hưng phấn như trong hiệp thi đấu nhất. Như vậy, sau khi Cao Tùng A Vĩ đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nâng tỷ số thì đến lượt các thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định đã tận dụng triệt để cơ hội của mình. Lương Minh Trung là cầu thủ thường xuyên chơi vị trí hậu vệ cánh phải như lúc này bởi cả đồng tâm Long An. Cao Tùng Á Vĩ không nên thực hiện một pha tỉa bóng như thế, cần phải có những pha phối hợp đồng đội cho Helio hoặc là Nguyễn Sĩ Thắng. Đã có một cầu thủ của Thép Nam Cả Sài Gòn đang bị đau, đó là Elenido, và Nguyên Quang đã chủ động đưa bóng ra ngoài cuộc cho các chăm sóc viên vào chăm sóc cho Elenido De Jesus, cầu thủ được xem là người hùng của Thép Nam Cả Sài Gòn. Nga đã có 2 bàn thắng cực kỳ đẹp mắt ở trong trận đấu ngày hôm nay, và cả 2 bàn thắng đều quá tuyệt.
bàn thắng của Alenido trong trận đấu ngày hôm nay đều là những siêu phẩm. Chúng ta hãy cùng xem lại bàn công bằng tỷ số 2 đều của các cầu thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định ở những giây cuối cùng của phút đấu thêm. Trận đấu thứ nhất, người ghi bàn là Đa Linh Tịnh. Nguyên Hoàng, thời gian của trận đấu chỉ còn hơn 10 phút nữa mà thôi, rất nguy hiểm. Tỷ số lúc này đang là 3-0. Lượt đi trên sân Thiên Trường, Đạm Phú Mỹ Nam Định đã vượt qua Thép Nam Cả Sài Gòn với tỷ số rất cách biệt là 4-1. Còn này trên sân nhà của mình, Thép Nam Cả Sài Gòn chưa tạo ra sự cách biệt nào trước Đạm Phú Mỹ Nam Định, vẫn bất phân thắng bại. Lưu Minh Trung, lúc này Elenido vẫn còn chưa được vào sân nên các thủ Thép Nam Cả Sài Gòn chưa tìm thấy người để thực hiện pha chuyền bóng, và cầu thủ số 9 đã được trở lại vào sân. Nguyên Quang, Lưu Ngọc Hùng, Nguyên Hoàng, Anderson, Helio, Minh Trung, Anderson, và trận bóng vào của Anderson không có gì khó khăn cho Quang Huy. Đã lên tên rất nhanh, Xuân Phú, và không chơi bóng quá dài của Xuân Phú. Trọng Lộc, Ezike, Phương Nhiên, Muranda, Danh Ngọc, Đạm Phú Mỹ Nam Định vẫn có những pha phòng bài bản hơn. Ngọc Lung, nói là kỹ thuật cá nhân của Anderson là quá kém. Cầu thủ ngoại một cái chất lượng chuyên môn như thế, quả là Thép Nam Cả Sài Gòn đã mua một món hàng không thích hợp. Darlington, Lê Ngọc Lung, và pha bóng chắc chắn của Vĩnh Nghi. Chuyền sai của Muranda, và bây giờ là Helio. Helio nên thực hiện một đường chuyền sớm hơn, chứ để đến khi bế tắc rồi thực hiện đường chuyền thì rõ ràng là không chính xác. Lê Ngọc Lung, những pha phối hợp lên xuống của các thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định là tốt hơn so với Thép Nam Cả Sài Gòn. Ezike tăng tốc, Công Vương đã ra bóng chính xác.
ba cầu thủ hậu vệ của đội Đạm Phú Mỹ Nam Định đã đeo bóng rất sát Elenido. Đây là tình huống mà Công Phương đã cùng pha ra bóng rất gọn gàng. Lương Minh Trung Trương Văn Hùng là người thực hiện quả đá biên này cho Thép Nam Cả Sài Gòn. Helio, Văn Hùng, Nguyên Quang, Anderson, Trương Văn Hùng, Elenido, sai lầm của Bùi Quang Huy. Vẫn còn rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Không vào. Tuy nhiên bàn thắng đã được công nhận. Bóng đã lăn và vạch vôi cuối sân. Một sai lầm của thủ môn Bùi Công Huy đã tạo ra một tình huống nguy hiểm. Cuối cùng các thủ Thép Nam Cả Sài Gòn đã là đội vượt lên dẫn trước. Ta hãy cùng xem lại pha phối hợp để dẫn đến bàn thắng này cho các thủ Thép Nam Cả Sài Gòn. Sai lầm đầu tiên đã thuộc về thủ môn Bùi Quang Huy. Như vậy lỗi đá phản lưới nhà của Asike. Asike là người đã tự đưa bóng vào lưới nhà trong pha bóng vừa rồi. Số lúc này đang là 4-3 nghiêng về cho Thép Nam Cả Sài Gòn. Một bàn thắng có chất lượng chuyên môn cao và cũng có rất nhiều bàn thắng. Đã có 7 bàn thắng được ghi ở trong trận đấu ngày hôm nay và 4 nghiêng về cho Thép Nam Cả Sài Gòn. Với pha ghi bàn phản lưới nhà vừa rồi thì ECK đã trở thành cầu thủ thứ 6 tại giải tự đưa bóng vào lưới nhà. Năm cầu thủ trước đó là Đặng Khánh Trực của Thép Nam Cả Sài Gòn, Bình Định có hai cầu thủ là Nguyễn Thành Lợi và ECK đã trở thành cầu thủ thứ 6 tại giải. Elenido, chúng ta hãy chờ xem. Lần này thì Quang Huy đã ra bóng chính xác hơn. Thời gian của trận đấu không còn nhiều và tỷ số đang có lợi nghiêng về cho Thép Nam Cả Sài Gòn 4-3. Một trận đấu hay và cả hai đội đều chơi xuất sắc ở trong trận đấu này. Lúc này Phan Thế Hiếu đang chuẩn bị để tung vào sân. Yeah.
Quang. Một pha chuyền bóng rất khó hiểu của Nguyên Quang. Pha thiếu được tung vào sân thay cho số 22 Phạm Xuân Phú. Đây là sự thay đổi người thứ hai của Đạm Phú Mỹ Nam Định ở trong trận đấu ngày hôm nay. Bên phía Thép Nam Cà Sài Gòn cũng đã có hai sự điều chỉnh. Ezekiel đã phạm lỗi với Lương Minh Trung. Ezekiel chính là tội đồ của Đạm Phú Mỹ Nam Định khi ghi bàn thắng phản lưới nhà, giúp cho Thép Nam Cà Sài Gòn dẫn trước 4-3 ở thời điểm này. Và thời gian của trận đấu đang cạn dần. Các thủ Thép Nam Cà Sài Gòn đang tận dụng tình huống nằm sân để kéo dài thời gian của trận đấu. Nếu như Thép Nam Cà Sài Gòn thắng trong trận đấu ngày hôm nay thì khoảng cách về điểm số giữa họ đối với Đạm Phú Mỹ Nam Định chỉ còn 1. Thắng trận này Thép Nam Cà Sài Gòn sẽ được 24 điểm và Đạm Phú Mỹ Nam Định sẽ dừng chân ở điểm số 25. Ezekiel sai lầm. Muranda không có lỗi. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư vẫn cho trận đấu tiếp tục. Khi mà hai đội bóng chủ đích chơi với chiến thuật là tấn công thì sẽ thường xuyên có những sai lầm ở hàng phòng ngự, những sai lầm chưa phải là quá nguy hiểm nhưng những sai lầm nhỏ cũng đã khiến cho thủ môn của họ gặp rất nhiều khó khăn. Bốn phút sẽ được cộng thêm cho trận đấu này, một khoảng thời gian không nhỏ. Trọng Long và pha bóng của Nguyên Quang. Và đám biên của Phùng Văn Nhiên. Văn Nhiên Cao Tùng A Vĩ. Ném biên cho Đạm Phú Mỹ Nam Định. Thời gian càng cạn dần và thủ môn Hoàng Công Vương càng có lý do để chậm đội bóng vô cùng. Anderson sẽ là người đá phát bóng. Một pha đá phát bóng quá kém của Anderson. Rõ ràng đến thời điểm này chúng ta cũng đã hiểu tại sao Lưu Đình Tuấn lại không dám đưa Anderson vào sân ngay từ đầu để bố trí vào vị trí hậu vệ đang rất mỏng của Thép Việt Nam Cà Sài Gòn. Một sự bổ sung về lực lượng cầu thủ ngoại của Thép Nam Cà Sài Gòn ở giai đoạn 2 này rõ ràng là không thực sự tốt. Anderson có lực lượng cá nhân rất thường. Lần này thì pha phát bóng của anh đi rất xa. Tuy nhiên trong một trận đấu chỉ cần một sai lầm thì cũng có thể sẽ phải trả giá. Yeah.
gian trôi về cuối dịch trận và bóng vẫn đang nằm ở phần sân của thủ môn Hoàng Công Vương. Trọng tài đã yêu cầu cầu thủ Ba Vĩ rời sân. Và cầu thủ máu số 5 đó là Phạm Lâm Minh Thông được tung vào sân. Phạm Lâm Minh Thông là một hậu vệ. Đây là cầu thủ của Bưu Điện. Và rõ ràng lúc này chiến thắng đang nằm trong tay của Thép Nam Cả Sài Gòn. Và như vậy lúc này trọng tài Nguyễn Trọng Thư đã thổi còi kết thúc trận đấu vòng thứ 19 giải bóng đá vô địch quốc gia Petro Vietnamga năm 2007 giữa hai đội Thép Nam Cả Sài Gòn và Đạm Phú Mỹ Nam Định. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số là 4-3 nghiêng về cho đội chủ nhà Thép Nam Cả Sài Gòn. Các bàn thắng của Thép Nam Cả Sài Gòn được ghi nhờ công của Helio 1 bàn, Elenido 2 bàn và một bàn phản lưới nhà của Ezike đã giúp cho Thép Nam Cả Sài Gòn có được 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay và họ có được 24 điểm để tạm thời thoát ra khỏi khu vực rớt hạng. Các bạn thân mến, buổi tường thuật chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt.